Còn đây là một chiếc Tesla siêu xe nha. Đây, mở cửa này. Yeah, đấy, mở cửa này. Let's go. Rồi. Còn đấy là một chiếc Pikachu nha các bạn này. Đây, màu vàng rất là đẹp nha. Smart. Trên này có hai cái tai các bạn này. Hai cái tai của Pikachu nha. Mở này. Wow, đèn trên là sáng nha. Pikachu là điên này nha, đèn trên là sáng nha các bạn. Bị kẹt lại rồi. Tiếp theo là đèn đổi một chiếc chức năng nha, cảnh sát nha, đây police này. Wow, màu rất là ngầu nha các bạn, màu này của cảnh sát nha. Ok, tiếp theo là đèn một chiếc xe tải này các bạn này. Đây, xe tải nhỏ nha. Xe này super power này, hình như là chở hàng đông lạnh nha các bạn. Này này. Đây. Here we go. Wow. Mass speed boom rất là dễ dàng nha. Ok, còn đây là một chiếc Mini Cooper này. Cái này giống của nước Pháp nha, trên này có là cơ của nước Pháp các bạn này. Mở cửa này. Wow. Đề hơi yếu nha. Ok. Còn đây là một chiếc MC Queen này. Wow, xe tải màu đỏ nha. Đây còn nó nữa các bạn này, một cái mũ nữa này. Wow, khó này, 95 này. Wow. Mình đẹp là ngâu nha. Mà chi đây. Anh cô MC Queen, yeah. Ok, let's go. Wow. Đây như bạn mình sắp các bạn, rất là chắc chắn nha. Không sợ gì hết nha các bạn. Rồi, tiếp theo.